Hi, xin chào các bạn, sau đây cửa hàng dụng cụ y khoa bên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng búa nặng lần VKC001. Ở đây là búa, còn ở đây là phụ kiện của búa. Đầu này thì mình sẽ gắn vào cái hộp bát chỗ này. Còn đầu nhỏ này thì mình sẽ ghim vào cái búa. Thì mình sẽ cắm điện. Khi cắm điện thì nguồn điện sẽ vào búa thì có một tiếng kêu. Bên đây là đầu đi lần, còn ở bên đây là đầu đi nóng. Cún thì lần, còn quát đây là nóng. Hạt đồng thì mình sẽ nhấn nút báo. Bên đây là nhiệt độ lần, còn ở dưới là nhiệt độ nóng. Nhiệt độ lần thì 5 độ C đến 20 độ C. Hoạt động thì mình sẽ nhấn nút start. Lúc đó thì đầu lần đang hoạt động. Tắt thì nhấn nút stop. Còn ở dưới đây là đầu nóng thì mình cũng nhấn nút start ở bên phải. Đầu nóng thì 35 độ C đến 55 độ C. Khi đó thì đầu nóng sẽ hoạt động. Tắt thì cũng nhận nút chất tắt. Tắt máy thì nhận nút báo ước. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.